Vô tình hình là mấy bên này bệnh quá cho nên là không có làm hướng dẫn được cho anh em có thể nghe là cái giọng mình nó đang hơi kỳ đó, nhưng mà hôm nay thì cũng đã đỡ rồi cho nên là sẽ hướng dẫn anh em một cái link case, nó cũng đơn giản thôi, tại vì giờ nhức đầu quá không có suy nghĩ được nhiều, không có nhớ được nhiều để mà hướng dẫn những cái phức tạp hơn. Trước giờ mình cũng đâu hướng dẫn cái gì phức tạp đâu. Ok, và cái link case hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó, trước khi hướng dẫn chi tiết thì mình sẽ nói qua một xíu về linkage. Linkage là một cái thuật ngữ trong bộ môn này, là nó sẽ chỉ về việc là ghép những cái kỹ thuật lại với nhau thành một cái đoạn dài. Và đương nhiên là để ghép được thì các bạn sẽ phải biết những cái kỹ thuật này từ trước, cho nên là trong cái video này mình sẽ không có hướng dẫn chi tiết mà mình chỉ nói qua về những cái kỹ thuật được sử dụng thôi. Và nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể dựa vào những cái tên mà mình cung cấp để các bạn có thể tìm được những video hướng dẫn chi tiết hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một cái kỹ thuật cũng khá là quen thuộc, đó chính là Tritonic, nó sẽ trong như này. Đặc điểm của kỹ thuật này là chúng ta sẽ cho cây bút lăn qua một ngón tay bất kỳ lên vị trí cao hơn trên bàn tay. Trong linkage này chúng ta sẽ làm ở vị trí ngón út và áp út. Và chúng ta sẽ cho nó lăn lên vị trí là áp út và ngón giữa. Sau khi đã di chuyển cây bút lên vị trí ngón áp út và ngón giữa rồi thì chúng ta sẽ đưa cây ngón út, hiện tại là nó đang nằm ở phía bên trái của cây bút, chúng ta sẽ đưa nó qua bên phải của cây bút, đồng thời là chúng ta sẽ úp dần cái mu bàn tay xuống. Sau đó chúng ta sẽ thả cái ngón giữa ra và đưa ngón út vào để kẹp cây bút lại và chuyển cây bút xuống vị trí ngón út và áp út như này. Mình sẽ làm chậm cái đoạn này cho các bạn xem. Và làm nhanh nó sẽ có dạng như sau. Sau khi đã đưa được cái bút xuống úp và bút, chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản, đó chính là finger pass, nhưng chúng ta sẽ làm đơn giản là chúng ta lấy một đoạn ngắn trong cái kỹ thuật này thôi, nó sẽ trông như này. Do tay của chúng ta đang úp xuống cho nên là việc thực hiện finger pass nó sẽ hơi khó hơn bình thường một xíu, vì cái sức nặng của cây bút nó sẽ kéo cây bút xuống dưới và các bạn bắt buộc phải dùng lực nhiều hơn để có thể giữ cây bút trên tay. Sau khi đã pass lên rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng thu cái ngón áp út lại và kẹp cái bút lại bằng ngón út và ngón giữa. Sau đó làm một cái kỹ thuật đó là around reverse, nó sẽ trông như này. Bình thường kỹ thuật around chúng ta sẽ thực hiện như sau, nhưng trong cái linkage này chúng ta sẽ hơi biến đổi nó một xíu. Sau khi đã around qua rồi, chúng ta sẽ tiếp tục pass từ vị trí ngón áp út và ngón giữa lên vị trí ngón giữa và ngón trỏ như này. Và cuối cùng là thực hiện một cái kỹ thuật cũng khá là quen thuộc, đó chính là back around hay còn gọi là back, nó sẽ trông như này. Ghép toàn bộ cái linkage lại nó sẽ có dạng như sau. Chúng ta làm Tritonic lên và úp bàn tay xuống, sau đó chuyển nó xuống dưới ngón út và áp út, sau đó pass lên và around reverse qua, sau đó là pass lên tiếp và back around qua. Và chúng ta đã xong cái linkage. Làm nhanh nó sẽ có dạng như này. Mình sẽ ghép combo thử cho các bạn xem. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái linkage. Và cái linkage này theo như mình đánh giá là nó không quá khó cũng không quá dễ. Nó đòi hỏi là chúng ta phải biết được một số những cái kỹ thuật nâng cao, cho nên là mình nghĩ nó sẽ phù hợp với những bạn chơi tầm 3 đến 4 tháng. Những bạn nào mà chơi ít hơn thì có thể xem để tham khảo, biết được nhiều cái kỹ thuật hơn, biết được tên và các bạn có thể tìm ra được những cái hướng dẫn để các bạn tập. Và ok, thì clip hướng dẫn đến đây là kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.